Chúng tôi đang đi bàn giao máy xay sắt gạo Hàn Quốc SN300R tại Đồng Nai. Hiện tại đây là bên Cối Lức đang bóc lúa thành gạo lức, đi qua hệ thống băng tải đưa lên trên. Đây là gạo lức nha bà con. Sau khi máy sát thành gạo lức thì sẽ chuyển xuống khối trắng, và đây là sát gạo trắng thành quả ra. Và bà con có thể thấy là gạo ra rất đều, đẹp, trắng và ít vỡ. Sản phẩm chất lượng đến từ Hàn Quốc. Bên khối lức thì chúng ta có thể đổ một lần được khoảng chừng 25-30 kg. Gạo đi qua sàng thì sẽ có sàng tấm, sàng sạn, sàng bụi và ra thành gạo sạch ăn hoặc là có thể bán được luôn. Năng suất của máy là đạt từ 250-300 kg trên một giờ. Máy sử dụng điện gia đình 220V, phù hợp với tất cả các hộ gia đình, các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vì dòng điện một pha có thể di động được. Máy có ưu điểm là nhỏ gọn và chà sát ít bụi. Máy xay sát liên hoàn từ lúa bóc ra thành gạo lức, bóc tách chấu riêng. Sau khi gạo lức sẽ đưa theo băng tải lên trên cối sắt trắng. Cối sắt trắng sẽ sát ra thành gạo ăn và những cái đầu mày sẽ ra thành cám. Bà con có thể nhìn thấy là gạo lức bóc ra rất đẹp và đi qua cối trắng. Tỷ lệ gạo vỡ thấp và đạt được cái chất lượng gạo cao. Đặc biệt dòng máy xay sắt gạo Hàn Quốc thì có nọc sạn sàng tấm, rất là đạt, hầu như là không còn sót sạn. Và gạo ra đẹp, chất lượng tốt. Dòng này phù hợp với các hộ kinh doanh, cửa hàng bán gạo sạch. Máy chạy êm, ít ồn. Máy nhỏ gọn, có bánh xe dễ dàng di chuyển. Có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Trên máy thì có in từng bước hoạt động của máy để bà con có thể đọc và làm theo, để có thể sát được ra gạo đạt tiêu chuẩn nhất, dễ dàng sử dụng nhất cho quý bà con. Bà con có thể nhìn thấy gạo lức bóc ra rất là sạch và tỷ lệ vỡ của gạo lức cực kỳ thấp. Sau khi gạo lức qua cối trắng, chà hết những cái phần đầu mày còn lại, bà con có thể nhìn thấy là gạo trắng ra là cực kỳ trắng, cực kỳ đẹp và rất là ít vỡ. Nếu bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy xay sắt gạo Hàn Quốc, hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Xin chân thành cảm ơn quý bà con.